Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Machi. Thì ngày hôm nay mình đã tiếp tục làm cái video clip để hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái bo mạch điều hòa LG Mono. Cái bo mạch này thì nó mắc cái bệnh là không có nguồn. Vậy thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra và sửa chữa trực tiếp trên cái mạch điện này xem là nó hư hỏng gì mà nó lại không có nguồn. Chúng ta máy ở nhà khách chúng ta bấm ở đây là gì, không lên, điều khiển không lên, bấm nút chạy tự động cũng không chạy. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành cấp điện và chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó hư hỏng cái vấn đề gì. Chúng ta sẽ xác định chân công nguồn này, cơ nguồn hai chân gần nhau luôn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện ra bật thử xem có gì không. Không có gì các bạn nhé. Ra bật auto có gì không? Không có gì các bạn nhé. Rồi không lên được nguồn. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra nhanh xem là nó hư hỏng như nào mà lại không lên được nguồn. Rồi mình sẽ tiến hành cắm điện vào. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành đo gì, 300 V, xem nó có 300 V chưa. Đã có 300 V này, chúng ta đo điện áp đầu ra xem là gì, có 12 V chưa? Chưa có 12 V các bạn nhé. Rồi cũng như mọi cái mạch điều hòa khác cũng như là mạch máy giặt, thì khi mà hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái bệnh liên quan tới mất nguồn thì mình cũng đã nói rất là kỹ và các cái quy trình lần lượt chúng ta sẽ kiểm tra như nào khi mà nó không có nguồn. Hiện tại chúng ta đã đo là gì, đã có nguồn cấp 300 V, chứng tỏ là gì, từ nguồn AC đi qua cầu nắn vào đến tụ lọc này là ok khi mà nó đã có nguồn 300 V. Là phần từ AC 220 đi vào qua cầu nắn rồi vào tụ lọc chính này là gì, là có 300 V, thì mọi thứ ở đấy là ok. Rồi sau đó chúng ta tiến hành gì, đo cái điện áp đầu ra mà nó khơi có 300 V rồi, chúng ta đo điện áp đầu ra mà nó không có đấy, thì điều đó chứng tỏ là gì, cái mạch nguồn của chúng ta đang bị hư hỏng. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra là gì, chúng ta sẽ đo thử xem là cái nguồn 300 V sau khi chúng ta rút phích điện ra thì nó gì, nó có bị tiêu giảm không hay là nó gì, nó vẫn đứng yên. Rồi mình sẽ tiến hành cắm điện. Rồi các bạn thấy này, đấy 300 V có nhá, mình rút điện ra này. Đấy, các bạn thấy là gì, kim đồng hồ tụt về rất là đều, rất là đều đặn. Rồi đây mình thử lại cho các bạn xem một lần này, đấy có 300 V này, ok. Các bạn để ý cái đồng hồ rất là quan trọng. Đó là hiện tượng giúp chúng ta xác định được cái máy hư hỏng liên quan đến vấn đề gì khi sửa chữa một cái ban bệnh bị mất nguồn như này. Rồi, nguồn 300V gì? Sau khi rút phích điện ra là gì? Giảm rất đều đặn và về hết. Rồi, trong lúc chờ đợi, trong lúc như vậy thì mình sẽ tiến hành gì? Mình sẽ cắm và đo luôn cái nguồn ra. 12V đây, cho các bạn xem. Đây, mình cắm điện này. Rồi, các bạn thấy là gì? Không có nguồn 12V, trong khi là nguồn 300V gì? Vẫn có đấy các bạn thấy không. Rồi đấy, rồi bây giờ mình sẽ phân tích qua cho các bạn xem là khi mà cái nguồn 300V này rút phích điện ra nó vẫn giảm về hết thì điều đó chứng minh được điều gì. Đấy, khi các bạn rút phích điện ra mà nguồn 300V này mà vẫn còn nguyên thì điều đó có nghĩa là IC nguồn này gì, chưa dao động và chưa làm việc, cho nên cái nguồn 300V này nó vẫn còn nguyên. Thế còn chúng ta rút ra mà cái nguồn 300V này nó gì, nó tụt đều dần dần về như vậy, chứng tỏ là IC nguồn này đã dao động và đã ăn cái nguồn 300V ở đây, ở trên tụ lọc nguồn chính này. Thì IC nguồn đã dao động rồi mà lý do vì sao nó lại không có nguồn ở đầu ra thứ cấp, thì khi mà IC nguồn đã dao động rồi mà không có nguồn đầu ra thứ cấp thì nó sẽ xảy ra những nguyên nhân sau. Một là nó bị gì, một là chúng ta bị chạm chập diode
đầu ra thứ cấp cảm nhận đi ô này. Thứ hai là chúng ta bị hỏng gì? IC quang. IC quang bị hư hỏng dẫn đến là gì? Nó dìm cho cái IC nguồn này, ngắt mở ở cái gì? Ở cái tần số rất là chậm. Đấy, dẫn đến là nguồn đầu ra chúng ta đo là không thấy có. Thế như trong một cái video clip khác mình đã chia sẻ cho các bạn là nếu IC quang này gì? IC quang này mà hư hỏng thì cái gì? Cái nguồn 300V nó sẽ giảm rất là chậm. Nó vẫn về không nhưng nó về rất là chậm. Bởi vì IC quang hư hỏng nó sẽ gì? Nó sẽ ghim cho cái IC nguồn ngắt mở rất là chậm với tần số rất là thấp. Dẫn đến là gì? Cái đầu ra chúng ta đo không thấy có, và đồng thời là cái điện áp 300V này nó gì? Nó sẽ giảm một cách rất là chậm. Rồi, nguyên nhân tiếp theo để mà không có nguồn đầu ra khi cái IC nguồn này gì vẫn ăn hết nguồn thì đó là gì? Hư hỏng cái biến áp xung này. Đấy, đó là nó bị gì? Chạm chập các cái cuộn dây thứ cấp đầu ra. Đấy. Rồi nguyên nhân tiếp theo nữa là gì? Do hư hỏng IC nguồn. Hư hỏng chính bản thân IC nguồn. Đấy, nên là IC nguồn vẫn ăn nguồn bình thường, vẫn rút vẫn sau khi rút phích điện ra thì gì? Nó vẫn ăn hết cái nguồn 300V này bình thường, nhưng nó vẫn không có nguồn bởi vì là gì? Nó bị hư hỏng trong nội nội tâm của IC này. Vậy thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ sàng lọc và kiểm tra từng vấn đề một. Rồi, đầu tiên để kiểm tra chạm chập đầu ra thứ cấp thì chúng ta sẽ thấy là gì? Đối với máy điều hòa LG thì đầu ra của nó chỉ có một nguồn duy nhất được nắn lọc bởi con diode D60 này. Đấy, và tụ độc nguồn chính của nó ở đây. Thì để kiểm tra cái diode này có chạm chập và bên cũng như là chạm chập bên thứ cấp thì chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo ở tụ độc nguồn chính. Chúng ta sẽ đo sang X1. Đo và đảo chiều quay đo ở tụ độc nguồn chính. Nếu mà gì? Một chiều lên, một chiều không lên thì là tốt, còn hai chiều cùng lên là gì? Là bị chạm chập các bạn nhá. Mình chiều lên này, mình đảo que này. Các bạn ơi, mình lên này. Mình đảo que này. Các bạn thấy gì? Nháy một cái, kim không lên. Điều đó chứng tỏ là gì? Nháy một cái tức là con tụ này nó nạp xạ. Rồi, mình đo lại các bạn xem này. Lên. Mình đảo que này. Không lên. Như vậy là gì? Chúng ta chỉ cần đo như này thôi là chúng ta đã khẳng định được là phần thứ cấp không chạm chập. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành hút chân IC quang ra và chúng ta sẽ tiến hành là gì? Kiểm tra IC quang. Chúng ta sẽ hút mỗi bên một chân. Chúng ta sẽ hút mỗi bên một chân để kiểm tra. Rồi, sau khi hút chân ra thì chúng ta sẽ đo thăng 10K là thăng cao nhất luôn. Các bạn thấy mình đo này, kim không lên. Mình đổi que này. Còn thấy gì? Kim lên này. Đổi que lại, kim không lên này. Đổi que kim lên này. Rồi, như vậy là gì? Một chiều lên, một chiều không lên là ok các bạn nhé. Chúng ta đo tiếp tục đầu bên này của nó. Các bạn thấy này, kim lên này. Đổi que này. Kim không lên này. Đổi que này. Kim lên. Kim không lên. Đây là lên ít, chứng tỏ là chân 34 bạn này. Chân 34 bây giờ chúng ta đo nó sẽ lên ít, còn chân 12 chúng ta đo sẽ lên nhiều. Rồi, đảo que kim không lên này. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ rất nhanh chóng xác định là IC quang không hư hỏng các bạn nhé. IC quang không hư hỏng thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ hàn trả luôn. Cái gì không hư hỏng chúng ta sẽ hàn trả luôn. Rồi, như vậy bây giờ sẽ còn lại hai nguyên nhân duy nhất. Đó là gì? Hai nguyên nhân duy nhất là bị hỏng IC nguồn ở đây, hoặc là gì? Bị chạm chập biến áp. Mà biến áp này thì chúng ta sẽ khó có thể thay thế cũng như là kiểm tra được nó, rất là khó khăn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào những cái nguyên nhân, những nguyên lý để chúng ta loại trừ thôi. Còn để kiểm tra được cái biến áp này chạm chập đôi khi nó cũng khá là khó khăn, cũng như là chúng ta không có để thay thế. Vậy thì mình sẽ thay thế IC nguồn này trước. Rồi nếu chúng ta thay thế IC nguồn này rồi mà không có nguồn ra thì chắc chắn là cái biến áp của chúng ta bị chạm chập các bạn nhé. Rồi, mình sẽ tiến hành thay thế IC nguồn trước.
Ở đây thì điều hòa LG người ta sử dụng IC nguồn là TNI266 các bạn nhé. Người ta sử dụng IC nguồn là TNI266. Rồi mình sẽ tiến hành thay thế IC nguồn. Rồi sau khi thay thế IC nguồn xong như này thì mình sẽ tiến hành cắm điện vào và đo xem là điện áp đầu ra nó đã có chưa các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta sẽ đo thang 50V DC. Các bạn lưu ý là khi chúng ta sửa nguồn thì chúng ta ở lần cắm điện đầu tiên chúng ta chỉ nên cắm nháy, rồi nếu mà nó ra nguồn ok thì chúng ta sẽ tiến hành cắm vĩnh viễn luôn. Các bạn không nên là gì? Các bạn không nên là cắm trực tiếp ngay, chúng ta chỉ cắm nháy. Đây rồi mình sẽ cắm nháy cho các bạn xem. Rồi các bạn thấy chưa? Nguồn nó có ok luôn và gì? Nó đã kêu bíp. Đây mình cắm nháy lại lần nữa cho các bạn xem này. Đấy, có nguồn ngay các bạn ạ. Khi mình cắm cái có nguồn ngay rồi. Khi các bạn cắm nháy mà nó có nguồn ok ngay và nó có tiếng bíp luôn như này thì chúng ta sẽ cắm cố định để chúng ta gì? Chúng ta đo luôn. Rồi các bạn thấy là gì? Có nguồn 12V luôn. Và chúng ta đo nguồn 5V. À, chỗ này có nhầm, mình quên mất. Đây, nguồn 5V đây các bạn nhá. Mình quên mất mình đo nhầm chân. À, đây nguồn 5V chúng ta đo ở đây. Rồi các bạn thấy là 5V đã có. Và giờ chúng ta gì? Chúng ta bật khiển. Đấy, các bạn thấy là gì? Chúng ta bật khiển là gì? Đèn mà luôn. Rồi. Bấm nút auto. Đóng lốc luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đóng lốc luôn. Rồi. Rồi. Như vậy là gì? Như vậy là vừa rồi mình đã rất nhanh chóng hướng dẫn các bạn gì? Sửa chữa một cái ban bệnh mất nguồn của máy điều hòa LG Mono. Mình đã hướng dẫn các bạn thao tác, kiểm tra và sửa chữa một cách hết sức là nhanh chóng và gọn lẹ. Thật ra là khi làm video clip để chia sẻ cho các bạn cái trình tự cũng như là cái cách để chúng ta kiểm tra xử lý một cái ban bệnh như vậy thì mình làm hết sức là chậm để cho các bạn nào còn chưa nắm được chúng ta tham khảo và chúng ta nắm được cái quy trình tuần tự để mà sửa chữa một cái ban bệnh như vậy. Chứ còn thực ra khi mà sửa chữa thực tế thì mình sẽ làm rất là nhanh bởi vì mình đã làm rất là nhiều và mình rất là thuộc cái nguyên lý cũng như là cái trình tự kiểm tra. Rồi, như vậy là mạch điện đã sửa xong và chạy ok. Thì mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Thì một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video, cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên của kênh Điện Lạnh Mai Chi thì hãy ấn biểu tượng ấn nút đăng ký kênh cũng như là biểu tượng rung chuông để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây và chúc tất cả các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.